Ngay sau khi iPhone 15 ra mắt, chuyên gia Chris Smith của trang tin VGA đã đưa ra dự đoán rằng chiếc điện thoại này sẽ loại bỏ một đặc điểm truyền thống trên smartphone ốp lưng. Dự đoán này dựa trên việc iPhone 15 được thiết kế với nhiều lớp, cho phép dễ dàng thay thế tương tự như iPhone 14 trước đó. Chris Smith cũng đề xuất rằng với Apple Care Cộng, việc thay thế kính mặt sau sẽ chỉ tốn $29, khoảng 799.000 đồng, một mức giá khá rẻ. Điều này có thể thúc đẩy người dùng xem xét việc không sử dụng ốp lưng để tận hưởng trải nghiệm cảm ứng trực tiếp với chiếc iPhone hàng đầu của họ. Tuy nhiên, Chris Smith cũng đã thừa nhận rằng sau khi thực hiện các thử nghiệm thả rơi và kiểm tra độ bền của iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, một số vấn đề đã xuất hiện. Mặc dù khung titan của iPhone 15 Pro có độ bền tốt hơn, nó cũng dễ bị trầy xước và dấu vân tay có thể thay đổi màu sắc, làm cho chiếc iPhone trông không sạch sẽ. Sự xuất hiện của dấu vân tay và vấn đề trầy xước có thể làm giảm sự hấp dẫn của khung titan trên các mẫu iPhone 15 Pro. Một điều khác mà Chris Smith đã lưu ý là việc loại bỏ ốp lưng cũng có thể đối mặt với nguy cơ tăng cường hỏng hóc hoặc vỡ màn hình. Mặc dù Apple Care Cộng có thể giúp giảm thiểu chi phí sửa chữa, nhưng người dùng vẫn cần cân nhắc cẩn thận khi quyết định có nên sử dụng ốp lưng hay không. Trong khi việc loại bỏ ốp lưng có thể giúp iPhone trở nên mỏng hơn và thiết kế đẹp hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc cần phải bảo vệ chiếc điện thoại một cách cẩn thận hơn. Quyết định cuối cùng về việc sử dụng ốp lưng hay không nên dựa trên sở thích và nhu cầu cá nhân của người dùng.